Cô Thu xin chào tất cả các con. Để chúng mình có một kỳ nghỉ vui vẻ, hôm nay cô Thu sẽ hướng dẫn chúng mình một trò chơi dân gian có tên là cắt cua. Để chơi được trò chơi này thì chúng mình cần phải chuẩn bị những đồ dùng như sau: một chiếc mẹt, một chiếc rổ và không thể thiếu được đó chính là những viên sỏi. Cách chơi của trò chơi này như sau: trước tiên các con áp sát hai lòng bàn tay và đan các ngón tay lại với nhau. Khi đan các ngón tay lại với nhau thì chúng mình để rỗng ở giữa để tạo thành bụng cua, và chúng mình duỗi hai ngón tay trỏ ra để làm càng cua. Bây giờ chúng mình hãy sử dụng hai chiếc càng cua này để cắt những viên sỏi cho vào bụng cua. Khi cắt thì chúng mình nhớ là mỗi lần cắt chúng mình chỉ được cắt một viên sỏi, và phải thật khéo léo, không để cho những viên sỏi bị rơi ra ngoài. Nếu như viên sỏi nào bị rơi ra ngoài thì sẽ không được tính. Cứ như vậy chúng mình sẽ khéo léo cắt những viên sỏi cho vào bụng cua. Khi bụng cua đã đầy sỏi rồi, chúng mình hãy để những viên sỏi vào rổ. Bây giờ chúng mình hãy cùng tiếp tục chơi với cô một lần nữa nhé. Vừa rồi cô Thu đã làm rơi một viên sỏi rồi và viên sỏi này sẽ không được tính. Bây giờ chúng mình hãy tiếp tục cắt tiếp những viên sỏi khác để cho vào bụng cua. Chúng mình hãy khéo léo cắt những viên sỏi cho vào bụng cua. Khi bụng cua đã đầy sỏi rồi, chúng mình lại tiếp tục cho những viên sỏi này vào rổ nhé. Vừa rồi cô Thu đã hướng dẫn chúng mình chơi trò chơi dân gian cắt cua rồi đấy. Để nâng độ khó cũng như hấp dẫn của trò chơi này, ngoài sử dụng các viên sỏi ra, các con có thể sử dụng bằng các loại bột hạt khác có ở trong gia đình của chúng mình như là hạt đỗ, hạt ngô. Và khi chơi các con nhớ là không được cho các loại bột hạt này vào miệng, vào mũi hay là vào tai, như vậy sẽ rất là nguy hiểm đấy. Và sau khi chơi xong, các con hãy nhớ rửa tay bằng xà phòng để cho đôi bàn tay của chúng mình luôn được sạch sẽ, sẽ giúp chúng mình phòng tránh được các loại dịch bệnh đấy. Cô xin chúc các con có một kỳ nghỉ thật vui vẻ và bổ ích bên gia đình của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở những video tiếp theo.